Chị thì nó còn nhỏ, mà đứa nhỏ mới có 4 tuổi thôi, thì thấy người ta có đồ mới thì cũng đòi lắm, mà thì con đòi thì bây giờ tôi nói là đấy mình cũng hứa vậy thôi, chứ còn khả năng mình bây giờ ăn uống còn lo hàng ngày còn chưa được á, thì cái chuyện mua đồ mới cho con thì thôi, năm nay anh em không mua được thì năm sau. Giấu tên ở Canada, chị này có hỗ trợ cho bù lỗ cho hai chị một cái món quà bất ngờ, mà thì tụi em xuống đây thì không có thông báo cho hai chị trước về cái món quà này, thì em cũng đại diện cho chị Canada này coi như là hỗ trợ bù lỗ và cũng như là có một chút quà tết cho các đứa bé nha. Đây là em gửi cho chị Xuân, thay mặt của chị gửi cho chị. Chị có thể mở ra tại chỗ ha. Dạ. Để cho chị Xuân mở trước ha. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Và sau lưng đây là vườn thanh long của chị Xuân, mà hôm trước hai anh em có live stream chia sẻ, cô bác quý anh chị cũng như là các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chị Xuân cũng như là chị Tho. Thì xem được clip live stream đó thì mạnh thường quân là một chị giấu tên ở Canada có hỗ trợ bù lỗ cho gia đình chị Xuân với chị Tho ăn Tết. Hôm nay hai anh em xuống đây để mà trao cái số tiền của chị giấu tên ở Canada để cho hai chị có thể trả những cái khoản nợ mà trong cái quá trình mà trồng trái thanh long mà bị phải thiếu nợ cô bác quý anh chị. Và thôi bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như em Phong nha. Đây là cái vườn thanh long của chị Xuân mà hôm trước đã hái xong chuyển lên trên kho của Phong xong hết hay Phong ha. Hôm nay thì chỉ còn lại một màu xanh thôi. Muốn tạo cho chị một cái bất ngờ thì hai anh em xuống đây không có thông tin với chị hay mới gọi từ sáng nay thôi. Phong Bụi đang có mặt tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An, và chính xác là nơi nhà vườn của chị Xuân với chị Tho, mà hôm trước hai anh em có live stream thì được cô bác quý anh chị mạnh thường quân để hỗ trợ cho hai chị giải cứu cái vườn thanh long của chị cũng như giúp đỡ phần nào khó khăn. Thì hôm nay hai anh em muốn đến đây để ghi hình một cái clip này để cho cô bác quý anh chị xem về cái hiện tại của chị Xuân cũng như là chị Tho nha. Thôi chị, hổng dài thì sau khi thanh long mình được bán thì bây giờ cái cảm giác của hai chị sao rồi? Ngủ ngon hơn. Bao nhiêu ngày mất ngủ bây giờ ngủ ngon hơn. Bây giờ nghĩ là phải đổ bỏ đi, mà bây giờ có người hỗ trợ mua như vậy thì rất là mừng. Cũng như là Tết hôm nay cũng có được nồi thịt kho rồi đó. Hai ngày trước thì hai anh em có gặp chị Xuân với chị Tho. Hai ngày trước thì gặp nhau trong cái tâm trạng là lo. Và cuộc trò chuyện hôm đó thì gần như là mình nhớ không lầm là 4 lần chị Xuân khóc. Và cực kỳ lo. Tại vì chị nghĩ rằng là 3 tấn thanh long là không bán được đồng nào hết à. Và hôm nay thì cũng đã giải quyết xong hết rồi. Tổng số tiền mà bữa giờ thì chị bán được bao nhiêu là chị chia sẻ cho cô bác mừng chị. Bữa chị đó hỗ trợ là tổng cộng hết là 10 triệu tiền thanh long và 3 triệu tiền công cắt với xe. Thì có hỗ trợ thêm cho hai chị em là mỗi người là 2 triệu rưỡi. Rồi có một chị ở trên thành phố xuống tới đây mua 200 kg thanh long, mà coi như là vừa mua vừa tặng, là chị có hỗ trợ thêm hai chị em là 2 triệu nữa. Rồi chị Tho 500 là chị 1 triệu rưỡi. Là tổng cộng hôm nay cũng có một anh, hai anh mỗi người hỗ trợ cho 1 triệu nữa. Hôm nay thì tổng cộng cũng có 16-17 triệu gì đó. Nhưng thì chị Tho thì được hỗ trợ bao nhiêu, và mình còn so với cái số tiền đầu tư ban đầu thì mình còn nhiều không chị? Hổm thì có chị đó cho chị 2 triệu rưỡi, với chị kia cho 500 là 3 triệu. Với cái chị ở bên Mỹ là... Chị nói lớn một tí. Dạ, với lại cái chị bên Mỹ là cho chị 2 triệu là 5 triệu. Dạ. Với lại chị còn được mấy trăm ký thanh long ấy, bữa chị ba chị cắt vô luôn là xin cái cho gửi cho chị là 1 triệu 2. Dạ. Chị Xuân sang sẻ với chị sang sẻ, tại vì của chị là không tới 3 tấn. Dạ. Mà chị đó hỗ trợ chị 10 triệu, cho nên là chị Tho còn mấy trăm ký nữa, chị kia chị Tho cắt luôn, để thành ra cái 10 triệu đó chị chia lại cho chị Tho. Lấy thanh long đó là đưa luôn á. Hôm trước thì tụi em có nghe nói rằng là cái vốn đầu tư ban đầu á là của chị Xuân là đến là 30 triệu, và riêng là chị Tho là đến 26 triệu. Nhưng mà sau khi mà thực hiện đoạn live stream thì mọi người cùng ủng hộ chia sẻ
Thì hiện nay thì chị Thoa, hiện nay thì chị Xuân đã được thu lại được khoảng 16-17 triệu thôi chị ha. Còn chị Thoa thì kể luôn cái số tiền bán mà hôm trước là 3 tấn thanh long với 1.500.000 đồng. Thì với lại số tiền hỗ trợ thì đến nay chị khoảng 60 triệu, thì chị còn lỗ khoảng bao nhiêu hả chị Thoa? Cỡ 19 triệu. Còn lỗ khoảng 19 triệu nữa là mới đủ vốn rồi. À, chị có thể chia sẻ là cái số tiền đó là mình hỏi mượn bên ngoài xoay vòng hay là mình hỏi ngân hàng hay như thế nào hay chị? Dạ hỏi bên ngoài. Là đợt đó là mượn bên chồng là ba chồng cho mượn 15 triệu, với lại của nhà là để dành đặng đóng cho con, rồi cái nói là thôi giờ để cho mẹ mượn lại, rằng mẹ chăm sóc thanh long đi rồi cắt xong rồi mẹ đóng tiền học cho con, bây giờ là mất trắng nên không có đóng được. Thông tin với mọi người thì hiện nay chị Tho lại dàn dụa nước mắt nữa, chị lại bùi ngùi khi mà cái số tiền hỏi 15 triệu là bên mẹ chồng của mình và 5 triệu là tiền để dành đóng tiền học cho con, nhưng chị phải xuất luôn cái số tiền đó để mà đầu tư vào thanh long, thì hiện nay nó đã gần như là mất trắng rồi. Và thông tin với cô bác của anh chị thì trường hợp của chị Tho đó, hai vợ chồng, hai người con đang ăn học với lại một người mẹ già. Còn riêng trường hợp của chị Xuân á thì một mình chị phải nuôi ba người con và cộng và chăm kể cả chăm sóc luôn cái vườn thanh long này thì rất là khó khăn, coi như là một gánh nặng đè lên đôi vai của hai người phụ nữ. Thì không biết là hiện nay thì mình tính cái dịp Tết đó chị, thì việc mà bán mà chưa đủ tiền trả nợ thì Tết thì mình dự định gia đình mình ăn Tết như thế nào? Thì bây giờ đi làm ngày nào thì ăn ngày nấy thôi, chứ còn chính tính xa nữa thì đâu có biết giờ. Giờ thì nói chung về giờ thanh long như vậy thì chị cũng đang dự định là có đang như trồng cái gì thêm, nhưng mà nếu không có vốn động gì thêm thì giờ chắc chỉ có gì giờ chỉ có đôi bàn tay và sức khỏe thôi. Giờ thì bỏ sức khỏe đây đi làm mướn thì mình có tiền đưa lo con hàng ngày, rồi mình tích góp vô lần lần mình có thể chăm sóc thanh long trở lại. Còn chị dự tính như thế, còn nó xa hơn nữa thì mình không có vốn thì mình cũng không tính xa hơn được gì hết á. Hôm nay là ngày hè, gần ngày 20 Tết, chính xác là ngày 16 âm lịch, và cũng còn chưa đến 15 ngày nữa thì đã đến Tết. Thì hai chị có những cái con nhỏ đó, thì mình đã sắm đồ mới cho con mình cũng như là những vật dụng ở trong nhà để chuẩn bị không khí Tết chưa hai chị thôi? Chưa sắm được gì hết. Mấy đứa con cũng chưa sắm gì hết luôn. Mấy đứa trẻ có thấy bạn mình ở trong lớp là cũng được đi học được đồ mới, áo mới, rồi chị có cảm thấy buồn người nhiều không? Và có đòi không chị? Không, nói chung là thay con chị nó thấy chị như vậy là mẹ nó là không dám nói rồi. Gì hết. Dạ. Nhưng mà khả năng nó không xin, dám xin chưa gì cho hết phép luôn. Không dám xin luôn. Không dám xin, không nhắc tới gì thấy hết. Thấy gia đình luôn. Khổ rồi, nó biết rồi. Rồi con của chị sao chị? Con chị thì nó còn nhỏ, mà đứa nhỏ mới có 4 tuổi thôi, thì thấy ta có đồ mới thì cũng đòi lắm mà. Thì con đòi thì bây giờ cũng thôi để mình cũng hứa vậy thôi, chứ còn khả năng mình bây giờ ăn uống còn lo hàng ngày còn chưa được á, thì cái chuyện mua đồ mới cho con thì thôi năm này anh nào không mua được thì năm sau. Và chắc có lẽ là Phong sẽ chia sẻ thêm, cũng như là chia sẻ thêm cho mọi người thông tin về chị Xuân với chị thôi cho mọi người nắm rồi sau cái đoạn live stream đó mà em cũng như mọi người đã hỗ trợ hay không ha. Mình gặp lại hai chị chia sẻ thêm với mọi người á cái tâm trạng của mình hai ngày trước vào một buổi trưa khoảng 12 giờ trưa, khi mà có mặt tại vườn thanh long này mình thấy những cái trái thanh long ở trên cái những cái nhánh này nó đỏ rực, thậm chí là có khả năng là đổ bỏ. Và chị riêng chị Tho thì bán 3 tấn vừa rồi là tổng số tiền là 4.500.000 và 4.500.000 đúng không chị? Xin lỗi, là 3 tấn 1.500.000 nha mọi người. Hình dung là chưa được tầm khoảng 70 đô Mỹ và chưa đủ để lên Sài Gòn khám bệnh luôn, thêm một chiếc xe đò để lên Sài Gòn khám bệnh mà chồng dàn dụa bao nhiêu năm. Và hôm nay thì hai anh em đến rồi, một cái tâm trạng khác đó là niềm vui. Riêng chị thì bán cũng đã hết 3 tấn rồi chị Xuân, còn chị Tho thì coi như là cái muốn đợt trước là quá bèo ha. Tâm trạng ngay lúc này thì mấy anh em cũng khá là nó khó tả lắm, nó khác biệt so với những cái hôm trước lắm. Và người mà kết nối tụi mình đến hai chị đó là chú Hai. Thì hôm qua mình có đăng một clip về chú Hai á, thì rất là nhiều người tán thành chú Hai, vô nói chuyện tụi con xíu chú Hai. Con nhớ không lầm là chú Hai có chia sẻ một cái đoạn clip. Hôm đó thì con không mang, không có đủ tiền. Con nói là hai anh em chỉ mua được 2 tấn thanh long thôi đúng không anh Hồ? Đúng rồi. 2 tấn thanh long thì hỗ trợ cho bà con là 3.000 đồng một ký. Chú vẫn lỗ 7 ngày. Nhưng mà chú nói một cái câu mà tụi con nhớ mãi luôn á.
ai cũng nghèo ai cũng khổ hết á. Thôi mấy chú mua được nhiều người, lan tỏa được nhiều người thì hay tôi cũng không cần phải mua hết cho tôi với giá là cao cao. Thì lúc đó chú hay suy nghĩ như thế nào mà chia sẻ tụi con cái tâm trạng như vậy ạ? Thì đúng ra mấy bà con đây như hai cháu này đây cũng trồng thanh long đây là vất vả rồi. Tôi cũng trồng cây thanh long thì cùng nhau nó vất vả với nhau, nó khó khăn với nhau chứ không phải gì mà riêng ai hết. Thành ra tôi mới có cái tấm lòng để tôi hỗ trợ thêm những bà con mà đã trồng thanh long khó khăn. Còn những người người ta không trồng thanh long, người ta kinh doanh thì cái đó người ta lợi nhuận cao thì người ta sống được rồi. Còn mình vướng phải cây thanh long này nó thật chứ ba bà con tôi đây là đều khổ hết đó. Thành ra tôi phải trang trải ra. Thí dụ bây giờ mà bữa đó mình tôi đòi giá 4.000 rồi tới hai đứa cháu này rồi mua hạ xuống nữa tội nghiệp cho nó. Rồi thôi giờ tôi bớt lại 1.000 đặng cộng qua cho hai đứa cháu coi như đồng với nhau về cái khổ của cây thanh long. Rồi có cái ý có vậy thôi. Đó là một trong những cái điều mà mình cực kỳ quý bà con miền Tây, đó là sự chia sẻ và sự đồng lòng. Chú hai này là lúc đó thì tụi mình nghĩ rằng là ấy nấy khi mà mua, chú có 3 tấn mà mua có 2 tấn thôi. Nhưng chú hai nói được cái câu đó thì khiến hai anh em cũng mở lòng rất là nhiều. Và hôm nay thì toàn bộ những cái vườn thanh long ở bà con ở khu vực lân cận này cũng đã giải quyết xong hết rồi. Anh Hồ thì cũng có một cái món quà cuối năm thì chắc lẽ bây giờ anh Hồ chia sẻ cho bà con luôn ha. Mời anh Hồ vào hả? Cái món quà bất ngờ luôn á. Món quà dạ. Hôm nay thì ngoài việc thì tụi em đến đây để thăm lại hai chị, để nghe tâm tư của hai chị sau khi mà giải quyết được cái thanh long mình cũng như là cái nông sản của mình đã được bán đi nè, được giải cứu đi. Thì ngoài ra thì em với Phong thì cũng được một chị giấu tên ở Canada, chị này có hỗ trợ cho bù lỗ cho hai chị một cái món quà bất ngờ. Mà thì tụi em xuống đây thì không có thông báo cho hai chị trước về cái món quà này, thì em cũng đại diện cho chị Canada này coi như là hỗ trợ bù lỗ và cũng như là có thể một chút quà tết cho các đứa bé nha. Đây là em gửi cho chị Xuân, thay mặt của chị gửi cho chị. Chị có thể mở ra tại chỗ ha. Dạ. Để cho chị Xuân mở trước ha. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân của kênh Phong Bụi cũng như kênh em Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn chị ở chị có thể đếm không chị? Chị ở Canada, chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ kịp thời đến cho hoàn cảnh của chị Xuân và chị Thoa để có một cái Tết ấm no. Hai mươi tám triệu. 14 triệu. Thì bao nhiêu đây thì có đủ bù lỗ cho mình cái chi phí thanh long chưa chị? Cũng là cũng như là gần đủ rồi, cũng gần đủ cái bù lỗ cho cái vụ thanh long này. Chị em chị về giấu tên đó, em rất là cảm ơn chị. Nhưng mà món quà này thật sự là hôm nay là rất là vui luôn. Con không biết nói như thế nào luôn, nhưng mà Tết năm nay con em có mới rồi. Tết năm nay con em có mới rồi. Tiếp theo thì chắc có lẽ là em thay mặt cho chị giấu tên ở Canada gửi cho chị Thoa, và chị có thể mở ra tại chỗ đi cho mọi người cùng xem. Chị gung tay luôn á mọi người. Trời ơi, mần thanh long mà chị khóc luôn rồi kìa. Mần thanh long mà mần riết mà không có tiền lời mà lỗ mà bán ruộng luôn đó biết à. Bán hai công đất rồi đó. Chị Tho là bán hai công đất trong vòng 2 năm qua vì tình hình dịch bệnh. Bán hai công đất luôn rồi đó. Chị Tho vừa đếm vừa khóc luôn. Anh lấy nón chị xuống cho mọi người. Chị có thể tháo nón hoặc là khẩu trang xuống cũng được. Em cầm cho. Bán đất cũng vì thanh long á. Thông tin với mọi người thì chị Tho đang kêu bán đất để mà bù lỗ vào cái số tiền thanh long. Và cái số tiền mà chị Tho chị bán được 20 triệu là 40 tờ đúng không chị? Bán rồi đó. Chị có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà nhận được cái món quà này. Tụi em thì không có thông báo cho chị hay trước. Không biết nói gì hết. Em cảm ơn cái chị bên Canada đã giúp đỡ cho em. Em cảm ơn rất nhiều. Bây giờ cảm xúc nó không có nói gì được đâu. Nó nói tiếng cảm ơn vậy là rất quý rồi. Rất quý được rồi. Chứ cảm xúc không có nói gì được đâu. Thôi
thông tin với lại tất cả mọi người á, thì đây là số tiền chị ở Canada muốn hỗ trợ cho chị Xuân với số tiền là 14 triệu và chị Tho với số tiền là 20 triệu. Vì đợt vừa rồi thì chị Xuân bán thanh long có giá hơn và cũng có được hỗ trợ với số tiền nhiều hơn. Nên cái chi phí mà đầu tư vì bù lỗ nó sẽ ít hơn, nên gửi cho chị 14 triệu. Riêng thì có hoàn cảnh của chị Tho thì vừa có mẹ già với lại lỗ rất là nhiều, nên thay mặt cho chị ở Canada gửi cho chị 20 triệu. Cảm ơn nhiều. Em Phong, em có thể chia sẻ cái cảm giác của em bây giờ khi mà gặp hai chị như thế này không? Em thì thật sự thì món quà mọi người từ hôm bữa đến giờ nó cũng không có bù vào cái khoản lỗ. Có người thì nói rằng là bà con nông dân mình ham làm giàu, nhưng mà chia sẻ với mọi người á, nếu mà mình làm ruộng, mỗi công ruộng như thế này, mỗi mùa chỉ lời khoảng 300-400 ngàn đồng thôi. Trong khi đó để muốn thoát nghèo thì chỉ có thể là chuyển đổi mục đích cây trồng từ cây lúa sang cây thanh long. Nhưng mà những ngày mà mấy anh em ở dưới vườn thanh long như này á, đều cho thấy rằng bà con nông dân mình khá là bị động. Bị động là không tìm được cái nguồn ra. Đó giờ thì phụ thuộc vào thương lái rất nhiều. Những cái trái thanh long tại vườn châm bổng, cái sự tiếc nuối không phải là câu chuyện là lỗ, mà hiện giờ tiếc nuối đó là bao nhiêu công sức của nhà nông. Chị như chị Xuân hôm qua có chia sẻ với tụi mình á, khi mà quả thanh long mà nó chín á, cực kỳ vui, muốn ra thăm vườn thường xuyên. Nhưng đến lúc mà không bán được ấy, thì lại không muốn nhìn cái quả thanh long đó, tại vì mồ hôi nước mắt của mình. Món quà tuy nhỏ nhưng mà cái thời điểm này ấy, như là một cái điều gì to lớn để giúp cho mấy chị vượt qua cái ngặt lúc này. Hy vọng là cái Tết hôm nay hai chị ấm áp hơn ha. Và câu chuyện ngày hôm nay thiệt ra người cảm ơn đó là chú Hai này nè. Không có chú Hai thì chắc là tụi mình cũng không biết tới hai chị. Nãy giờ thì tụi con cũng có gửi món quà nhỏ, thì chú Hai có thể chia sẻ cái nỗi niềm của chú chia vui với hai chị luôn ha. Thì hôm nay đúng ra nó có cái gì, hai cháu nó khổ lắm. Đúng ra tôi nghe cái tin mà có hỗ trợ được tôi cũng rất mừng. Thì tôi có nói là thà bây giờ hỗ trợ thì hỗ trợ thêm cho những người nữa. Thành ra tôi thấy cháu nó khổ, tôi giới thiệu dùm, đặng cho cháu nó được cái số vốn, đặng cho nó đầu tư, nó làm ăn tiếp chứ gì đâu lỗ hoài. Đứa thì bán đất, đứa thì mắc nợ, rồi giờ làm sao làm nổi nữa. Mà ruộng này là ruộng mướn chứ không phải đất nhà, ruộng mướn á, bỏ mấy trăm triệu ra mướn á, chứ không phải là đất nhà của nó mà nó làm. Thì tôi thấy hoàn cảnh tôi cũng khổ, nhưng mà mấy đứa này nó khổ hơn tôi. Thành ra tôi chỉ cho mấy chú giúp được dùm về là bữa nay tôi rất cảm ơn dữ lắm. Mẹ già rồi con đi học, nó làm riết rồi, thành ra không có đạt cái gì hết á. Mà đúng ra mình làm thì mình tính mình làm nặng cho có cuộc sống mình có, chứ mình biết như vậy thì mấy đứa này nó không làm đâu. Biết mà làm cái thanh long mà mấy đứa này nó đổ nợ vậy thì mấy đứa này nó không làm chi. Mình cố gắng mình làm, mình đổi chuyển đổi mục đích đặng cho nó có cuộc sống nó khá giả hơn. Chứ mà không ngờ chuyển đổi mục đích rồi nó vô cái thời điểm là rất khó khăn, rất khó khăn. Thành ra thôi giờ phải chịu thôi, gì nữa sao. Nhưng mà hôm nay như vậy thì cũng rất quý rồi. Đúng ra tôi cũng thay mặt cho bà con gia đình của mấy cháu xin cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân ở bên Canada để giúp đỡ cho hai cháu được số tiền. Tuy là không lớn nhưng nó cũng được an tâm, an ủi được cái tấm lòng, rồi nó mới tiếp tục, nó làm tiếp được nữa, đặng có kinh tế, đặng nuôi con, nuôi mẹ. Thôi vậy cũng cảm ơn nha. Rồi cũng chắc lẽ mình kết thúc tại đây ha. Niềm vui cũng trọn vẹn rồi. Chắc để cho hai chị nói lời tạm biệt rồi mình kết thúc đoạn clip luôn anh Hồ. Dạ, em rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hai chị em. Như là Tết năm nay là coi như là quá quá vui. Nhưng bây giờ hai chị em thì chắc được bây giờ có giấc ngủ ngon rồi. Chứ nửa tháng này là cũng mất ăn mất ngủ đó. Em cảm ơn thay mặt chị của em rồi cũng cảm ơn chị bên Canada đã giúp đỡ cho hai chị em vượt qua lúc khó khăn này. Em thì không biết nói sao. Coi như về bây giờ như nè, mình nợ thì cũng đã nợ rồi, bán đất thì cũng đã bán đất rồi. Cái số tiền nhỏ này chị về chị mua một ít quần áo cho mấy đứa nhỏ đi cho nó mừng nha. Chích ra 1 triệu đi mua món quà cho tụi nhỏ, nói thôi mấy cô chú ủng hộ cho con bộ đồ mới vậy ha. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng như là em Phong Bụi xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho bà con nông dân để mà giải cứu thanh long. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là kênh Phong Bụi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào cô bác quý anh chị.